Quân làm đám cưới đặc biệt với Bùi Anh Tuấn tại Live Concert 1689. Tối ngày 13 tháng 7, Live Concert 1689 của Trung Quân diễn ra tại nhà thi đấu Phú Thọ. Đây là show diễn tiếp nối thành công từ Live Concert đầu tiên của Thánh Mưa vào năm ngoái. Concert có sự góp mặt của dàn khách mời đặc biệt như Diva Mỹ Linh, Misa Trần, Hồ Quỳnh Hương, Thùy Chi, Bùi Anh Tuấn, Su Boy. Trong đó, sân khấu đêm nhạc trở nên nóng hơn bao giờ hết khi ca sĩ Bùi Anh Tuấn sánh đôi cùng cô dâu Trung Quân. Trung Quân đã có màn kết hợp với Bùi Anh Tuấn với bản hit Yes, Y Do đầy ngọt ngào. Trong bối cảnh dàn dựng cô dâu Trung Quân và chú rể Bùi Anh Tuấn nhận được tiếng hò reo, hú hét của đông đảo khán giả. Tuy nhiên, Trung Quân không phải là cô dâu mà chỉ là bạn thân của chú rể. Cô dâu Thanh Thanh Huyền xuất hiện, mang đến sự bất ngờ cho khán giả. 1689 là show diễn tiếp nối thành công từ Live Concert đầu tiên 1589 của Trung Quân diễn ra vào năm ngoái. Tên đêm nhạc được ghép từ 16 năm hoạt động nghệ thuật và số năm sinh 1989 của nam ca sĩ. Trung Quân sẽ tổ chức đêm diễn tiếp theo của 1689 tại Cung Điển Kinh Mỹ Đình, Hà Nội vào ngày 26 tháng 7 tới.